hotel thì 75 mà đính đá là 80 giùm em. Rồi chị nào thích màu này lên giúp em mã xanh đậm. Xanh đậm size 1, 2, 3, 4, 5 màu xanh đậm. Đẹp lắm mấy chị. Đây xanh đậm ha, chị nào thích chốt cho em xanh đậm. Màu tím như hôm trước không có chị Sinh Hoàng ơi. Màu tím như hôm trước không có ha, chỉ có tím than thôi chị, chỉ có tím than thôi. Đổi đỏ sang đỏ đô. Ok chị. Rồi đổi đỏ tươi sang cái đỏ đô ha. Đây chị Thanh Liên, chị gì? Chị Thanh Kim nè. Hỏi em màu xanh đậm nè. Rồi chị lấy size 2 đen. Ok chị Kim Kim. Đen em có đủ size 1, 2, 3, 4, 5 nha. Màu tím không có rồi chị Sinh Hoàng. Chờ màu tím là lâu lắm luôn á. Rồi xanh đậm nè, chị nào thích chốt cho em mã xanh đậm. Size 1, 2, 3, 4, 5 màu xanh đậm giùm em. Tím than 5 ok chị. Màu tím kia là không có rồi đó. Rồi tím than 5 em chốt cho chị Sinh Hoàng nha. Tím than. Rồi tím than số 5. Chị Sinh Hoàng, cái màu tím mà màu tím kia em còn cái số 5 chị lấy không? Đâu rồi, em nhớ còn cái số 5. Lên giùm em màu tím sen size 1, 2, 3, 4, 5.
nào thích màu này chốt cho em mã tím sen nha. Tím sen size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em. Rồi lên mã tím sen giúp em mấy chị 1, 2, 3, 4, 5 màu tím sen. Rồi tím sen nha, 1, 2, 3, 4, 5 màu tím sen. Rồi màu này màu mới nè, màu xanh đen nè mấy chị. Rồi chị nào thích màu này lên giúp em mã xanh đen size 2, 3, 4, 5 ha. Rồi xanh đen 2, 3, 4, 5 giùm em màu xanh đen. Màu xanh nhớt còn đó chị. Rồi lên giùm em màu xanh đen size 2, 3, 4, 5. Đó, chị nào thích màu này lên giùm em xanh đen hơn size 2, 3, 4, 5 giùm em nha. Rồi lên mã xanh đen mọi người ơi. Xanh đen chốt xanh đen cho em size 2, 3, 4, 5 mã xanh đen. Rồi 3 một màu xanh nhớt. Xanh nhớt hết số 2 rồi chị. 52kg 1m25 mặc vừa size số 1. Tại cái mẫu form và nguyên bộ này nó to hơn là áo lẻ. Chị mặc số 1 được nha chị Kim Kim. Đây ha, đây cái form của nó to hơn cái số 1 em đang mặc. Bà ba nguyên bộ form nó to hơn. Rồi em lên bà ba nguyên bộ nha, 120.000 một bộ. Bà ba nguyên bộ thì áo nó trơn luôn chứ không có thiêu hoa gì hết nha mọi người. Rồi bà ba nguyên bộ ha. Rồi em lên bà ba nguyên bộ. Màu đỏ đô nha mấy chị ơi, đỏ đô size 3, 4, 5 giùm em.
Rồi màu lam nha mấy chị ơi, màu lam. Rồi màu lam em còn size 1, size 3 và size 4. Hết số 2. Màu lam nha mấy chị ơi, bộ một màu. Rồi chị nào thích bộ này chốt cho em lam kèm size 134. Màu lam mặc luôn đẹp lắm á mấy chị. Sang cực kỳ luôn. Rồi lên cho em mã lam nha. Màu lam giùm em, size 134 mã lam. Màu em mặc là màu xanh nhớt. Ủa vậy chị Kim Kim chị có lấy màu xanh nhớt số 1 không? Ok hả? Rồi ok chị, bỏ xanh nhớt số 1 chị nha. Rồi xanh nhớt em còn 3 với 4 nha mọi người. Xanh nhớt em còn size 3 và size 4. Chị nào thích màu này lên cho em màu lam nè, size 1, size 3 và size 4 nè. Đó, mấy chị nào hay đi chùa màu này, mấy màu này là mấy chị đi chùa. Đẹp xịn luôn. 46 kg 50 mặc size số 1 cho em nha chị Ngọc Phạm. Mặc size 1 nha chị. Rồi lên màu lam giùm em. Xanh dương đậm nha mấy chị ơi. Xanh dương đậm. Rồi chốt cho em mã xanh đậm nè, size 2, 3, 4 màu xanh đậm. Chốt xanh dương đậm cho em size 2, 3, 4. Rồi lên mã xanh dương đậm size 2, 3, 4 nha. Cái chất mực này rất là đẹp luôn mấy chị. Co giãn và mềm mịn lắm luôn. Rồi xanh dương đậm size 2, 3, 4 mã xanh dương đậm nè. Giờ em like tới đâu em xếp tới đó chứ like xong rồi quăng đóng ra xếp cực lắm mấy chị. Rồi xanh dương đậm size 2, 3, 4 giùm em nha. Chị hỏi không à chứ chị không có chốt.
đâu thấy chị chốt gì đâu mà lên xuống nổi. Rồi em lên màu hồng sen. Màu em mặc là màu lam nha mấy chị, size 134 mã lam ha. Số 4 nha các chị. Chị nào vừa là chốt cho em măng cục 4 ha, măng cục 4 giùm em. Lên mã măng cục size số 4. Rồi măng cục 4 nha mấy chị ơi.
Chị ơi lên đen ba giùm em nè. Chị Kim Kim ơi về đen nào chị? Đen một nguyên bộ á hả? Nếu mà có thì em về chứ. Nếu mà nó có hàng thì em về chứ. Chưa có hàng chị, nếu mà có là em về, đợt này là về mà không có đó. Có là em về rồi. Chị xin Hoàng, vậy là lấy một cái tím mực số 5 với lại một cái tím thang số 5 đúng không chị? Là hai cái tím số 5 phải không? Đúng là một cái tím mực với lại một cái tím thang ha. Size số 5 hết hay sao nói em, chứ bữa trước là chị chốt một cái màu đen size 4 hay sao á. Chị Kim Kim ơi, nếu mà có thì em sẽ nhắn cho chị, chứ hay là em không có nhận đặt hàng trước, tại vì nhiều khi biết nó có hay không chờ lâu á. Dụ như về hàng mà có thì em nhắn chị, có size 1 chị có lấy không, thì lúc em chừa chị ha. Mấy chị ơi em xuống like nha, chút em vô lại thấy cái view nó thấp quá. Rồi hello các chị yêu nha, chào các chị đẹp nào mình đang xem live chấm bài tương tác lên giúp em nha mọi người ơi. Các chị yêu ơi, xem like chấm bài tương tác lên giúp em nha, lên mẫu bộ bà ba trước nha các chị. Bà ba nha các chị đẹp ơi, quần đen ống rộng và với áo màu nha. Chị yêu là mình thích mẫu em đang lên chấm bài tương tác lên giúp em hả. Các chị yêu là mình đang xem like đó, chấm bài lên giùm em nha mọi người.
Rồi lên mẫu bộ và ba nha em mặc nha mấy chị ơi. Đây nè, quần đen áo màu có rất là nhiều màu luôn. Màu đầu tiên em lên là màu đen nha. Chị như nào mình thích đen chốt đen giùm em. Rồi đen em còn size 1, 2, 3, 4 nha các chị. Mã đen còn size 1, 2, 3, 4. Mẫu em lên là bộ bà ba nha. Chị đẹp nào mình thích mẫu này chốt này giúp em. 75.000 một áo và 135.000 một bộ. Chị yêu nào mình mua áo lẻ thì mua từ 2 áo trở lên giùm em nha. Và phí ship 30.000. Phí ship toàn quốc 30.000 trên một đơn hàng nha các chị. Rồi chốt cho em mã đen kèm size 1, 2, 3, 4 từ 45kg cho tới 65kg mã đen nha. Rồi mã đen em còn từ 45kg cho đến 65kg. Chị nào thích đen chốt đen kèm size. Chị yêu nào không biết mặc size nào lên chiều cao cân nặng giúp em nha mọi người. Lên chiều cao cân nặng giùm em kênh sẽ canh size cho các chị nha. Thị Thu cái đơn hàng đó bao nhiêu tiền nhỉ? 180. Nguyễn Thị Thu hai cái áo. Ủa cái đó là khách cũ đó, anh gọi lại giùm em đi. Đúng rồi, đúng rồi, bữa trước hai cục đúng rồi đó. Ồ vậy thì giữ giữ lại giữ đơn lại giùm em đi chứ cái đó khách cũ á. Lâu cho em 5 ngày đi để gọi lại còn không? Gọi lại nhiều khi người ta đang bận gì không? À... Vậy hả? Kỳ vậy, để em liên hệ lại với khách rồi em gọi lại, lưu hàng cho em 5 ngày đi. À, Diễm Trang. Dạ. Rồi các chị ơi xem like chấm bài tương tác lên giúp em mọi người ơi. Rồi lên mẫu bà ba nha em mặc nha các chị. Áo đen nha. Em chào chị Sơn Mùi. Rồi áo đen này em còn size 1, 2, 3, 4 cho các chị từ 45kg cho tới là 65kg. Chị nào mình thích mẫu em đang mặc chốt đen giùm em nha mọi người ơi. Chốt đen lên giúp em nha. Chị Trinh Lê, áo dài cách tân bằng vải thun nó em có nguyên bộ chị, em có nguyên bộ mà áo nó dài tới đây nè, nó dài qua quá mông mình á chị, thích bộ đó được không? Nó là nguyên bộ chứ em không có áo lẻ. Áo lẻ em không có chị ơi, em không có áo lẻ nha chị Trinh Lê. Rồi các chị ơi xem like chấm bài tương tác lên giúp em nha mọi người. Áo lẻ hình như em nhớ em còn một cái mà nó là vải von chứ không phải vải thun. Còn vải thun là em có cái mẫu này nè chị. Vải thun mà mẫu cách tân em có mẫu một màu nguyên bộ vậy nè chị. Đây hơn nguyên bộ đó là quần dài ống ôm nha. Quần dài ống ôm và áo đó là áo form dài luôn. Nó là cách tân sẽ phà nha chị Trinh Lê. Rồi, rồi dáng áo của nó nè. Đó. Cái dáng áo nó dài vậy và nó là quần dài đúng không? Em chào chị Phượng Đình Thị nha. Các chị yêu xem like chấm bài tương tác chia sẻ lên giúp em. Cái này là mẫu cách tân mà nó là bộ một màu á chị Trinh Lê. Chị thích mẫu này không? Mặc cũng sang lắm á chị. Mặc lên sang lắm. Nó là quần dài đúng không nha. Tay lỡ. Đó chị thích cái bộ đó em lên chưa? À, xem bộ hồng nhạt hả chị? Hồng nhạt là hồng phấn đúng không? Hồng nhạt. Chờ em xíu nha Hồng Nhạc. Các chị yêu xem like chấm bài tương tác lên giúp em nha mọi người. Thank you.
Dài chút nữa, không có chị, nó dài qua mông một xíu à, nó dài khủng mông một xíu cái bộ đó đó. Để em thay hết áo thì em thay bộ đó vô cho chị xem, cái bộ đó chị thích thì chị em lên cho nha. Chào bạn Hải. Rồi chị Phượng Đinh Thị ơi, cái này màu này là màu hồng nhạt nè chị, em còn size 2 và size 4 nha, size 2 50-55kg và size 4 là 60-65kg. Hải ơi, bộ một màu này là 135 ngàn nha Hải nha, là bán trên like đó, thường là ở dưới like là bán 145 đó, mẹ Hải cứ lấy đó thì nói 135 nha Hải. Rồi đây nha, chị nào hỏi em màu hồng nhạt, chị nào hỏi em màu hồng nhạt nè, biết chứ đẹp hồng nhạt nha, hồng này hồng nhạt nè, chị nào thích chốt cho em hồng nhạt, em còn size 2 và size 4. Chị nó là một hoa vàng hả, cách tăng hoa em có, chị Trinh Lê chút để em cầm cái bộ đó lên cho nha. Rồi đây nè, chị nào hỏi em màu hồng hồng nhạt cái chiếc đẹp ơi, hồng nhạt này em còn size 2 size 4 nha, size 2 50-55kg, size 2 50-55kg và size 4 60-65kg nha mọi người, chất khung co giãn và áo là cổ đồng nha cái chị đẹp ơi, nút là nút giả không phải là nút gà nha. Rồi chị như là mình thích màu này chốt cho em, mã này là mã hồng nhạt, cách tăng bông em có mẫu này nè chị Trinh Lê, mà không biết là nó size to, đây cách tăng bộ bông nó y chang cái mẫu đó luôn, mà nó là bông, em có hai mẫu, một mẫu là bông, một mẫu là màu nha các chị. Rồi mẫu bông này là em sale 90.000 một bộ này, chị nào mình thích thì chốt hàng giúp em nha. Đây mẫu bông này chị ơi, nó y chang cái bộ màu luôn á, mà cái này là giờ nó còn size to không à, size 2 trở lên không à, em mặc không có vừa. Đây nha chị, đẹp lắm á, chị nào thích cái này thì cho em lên cho. Còn cái mẫu này là mẫu một màu nè, các chị chờ em xíu nha, em lên cái bộ cách tăng này cho chị này xem, cái này em quay lại bà ba nha mấy chị, bộ bà ba là 135.000 nha mấy chị yêu ơi, để em bán trên like nha, mọi người chia sẻ like lên giùm em. Rồi mẫu này là mẫu cách tăng này là 130, em sale 110 nha các chị, chất nó là thun co giãn nha, em sale 110, còn bộ bông á là em sale còn 90. Chị nào thích mẫu nào chốt mẫu đó lên giùm em nha. Đó, áo nó dài như thế này nè các chị, nó sẽ dài phủ qua mông mình đó. Đó, chị nào mình thích mẫu cách tăng này chốt em, bộ em lên là đen nha, màu đen. Có túi nha các chị, hai túi rất là sâu luôn nha. Đó, mẫu này các chị đi lễ hay đi chơi rất là sang luôn á, mặc đi lễ sang lắm nha mấy chị nha. Đó, em chỉ có mẫu này và mẫu hoa nó y chang vậy, mà nó là hoa đó chị Trinh Lê, mình thích mẫu này không chị ơi. Đó, hoa 90 còn màu là 110 nha, mẫu hoa 90 màu 110, hoa có nhiều hoa và màu cũng có nhiều màu luôn, màu em có, màu em mặc là màu đen nha mấy chị, màu đen nè. Chị Phương Ninh Thị ơi, chị size bé nhất là chị bao nhiêu ký, chị cho em chiều cao cân nặng của em coi là có size của mình luôn nha chị. Rồi màu này là màu hồng sen, màu hồng nha mấy chị ơi, màu hồng, hồng sen hay sao đó, màu hồng sen, hồng hồng tím tím các chị đẹp. Đó, bộ em đang mặc 110 nha chị yêu, mình thích chốt cho em đen này, em còn size số 1 cho các chị từ 45kg đến 52kg mặc đẹp, 45 đến 52kg mặc đẹp nha. Rồi cái bộ đỏ này em còn size mấy không nhớ luôn, các chị yêu cứ chốt size giùm em, hình như là còn size 2, 3, 4 hay sao á. Rồi đỏ này em còn size 2, 3, 4 nha, chiếc đẹp nào mình thích chốt cho em mã đỏ, á mã hồng, mã hồng 234 lên giùm em, mã hồng 234 lên giúp em nha, size 250 cho đến là 57kg nha các chị. Ủa, bộ này chị mua rồi hả? Bộ này
này chị mua rồi hả chị Tinh Lê? Bộ này chị có mua chưa? Rồi chị Đinh Phượng ơi, chị size bé là size bao nhiêu ký? Chị cho em số ký cho em biết size bé là chị bao nhiêu ký. Size bé nhất là 45kg trở lên nha chị Phương, chị Đinh Phượng ơi. Rồi size bé nhất là 45kg trở lên nha chị. Rồi em lên màu cho các chị đẹp nè, em lên mẫu này nè, màu đen em mặc là size 1 nha, 45, 57, 45 cho đến 52kg mặc đẹp. Rồi lên mã đen size 1 giùm em nha. Vậy hả chị Trinh Lê, vậy là em hết mẫu rồi chị, còn lại là mẫu hoa thôi. Rồi cái này lên cho em mã tím kèm size 1, 2, 3, 4, 5 nha. Size nhỏ nhất là size 1 đó chị Đinh Phượng. Dạ. Vậy là em hết mẫu nào rồi, cấp tăng rồi đó chị, em chỉ còn mẫu này thôi. Rồi cái này lên cho em mã tím, tím size 1, 2, 3, 4, 5 nha mấy chị ơi. Bộ như em mặc nha, tay lỡ, áo là phông dài cấp tăng xẻ tà nha các chị đẹp, xẻ tà nha. Rồi chị nào thích màu này lên cho em tím, tím kèm size lên giúp em nha mọi người. Rồi lên cho em tím size 1, 2, 3, 4, 5, 45kg cho tới là 70kg mẫu này nha các chị đẹp gái. Cảm ơn chị Tinh Lê nha, đẹp lắm, em cảm ơn chị. Rồi mẫu này mặc bao sang luôn á, chị nào mà cái dáng từ 1m55 trở lên mà có, nói chung là người tròn tròn là mặc đẹp hơn người ốm nha các chị đẹp. Đó cái mẫu này các chị tròn người mặc đẹp hơn ốm. Áo và ba màu 75.000 một cái chị Hương Lan, để em lên hết cái mẫu này cho các chị xem cái mẫu cái tăng này á, rồi em quay lại bà ba cho nha. Rồi em có màu này là màu cam sữa nha các chị đẹp. Màu cam sữa em còn size 3 và size 5. Size 3 55 60kg, size 5 65 70kg nha. Đây màu này màu cam sữa, chị yêu là mình thích chốt cho em mã cam sữa size 3 5. Lên mã cam sữa 3 5 giúp em. Các chị yêu xem like chấm bài tương tác chia sẻ like giúp em nha mọi người. Rồi màu hồng này các chị ơi, hồng này em còn size màu hồng tươi em còn size 245 mã hồng tươi chứ đẹp là mình thích chốt màu hồng giúp em nha. Rồi lên cho em mã hồng size 245 mã hồng. Rồi mẫu này mặc siêu đẹp siêu mát luôn nha các chị. Có 110.000 một bộ ha. Rồi lên cho em mã này mã hồng mấy chị yêu ơi. Hồng nha, màu hồng tươi luôn, chị nào thích màu tươi chốt hồng giùm em size 2. Chốt hồng size 245. Chị Hương Lan ơi, cái này là thun, chất nó là thun lai dông mà lai dông rất là mịn luôn, co giãn vô lắm chị. Co giãn cực kỳ luôn, rất là mát, mặc rất là mát. Em mặc còn hơi rộng nha các chị. Em 41kg nè. Cái dáng em mặc cái mẫu này không có đẹp. Đó, cái mẫu này các chị nào tròn tròn người mặc đẹp nha. Tròn tròn người cao 1m55 trở lên là mặc đẹp. Rồi lên giúp em mã này mã hồng tươi. Chất thun chị ơi, co giãn mà mịn lắm nha chị. Mịn mà dày mặc rất là đẹp luôn. Đây ha. Rồi chị nào thích lên cho em mã hồng tươi. Hồng tươi giùm em nè. Hồng tươi kèm size nha mọi người. Rồi em có cái màu này mới đẹp luôn à. Hồng phấn. Chị nào mà xem bà ba chờ em một xíu nha. Rồi cái này hồng phấn mấy chị yêu ơi. Hồng phấn nha, chị nào thích lên cho em mã hồng phấn. Em còn size 1, 2, 3 mã hồng phấn từ 45kg cho tới 60, 62kg vừa nè. Rồi chị nào thích bộ này lên cho em mã hồng phấn. Đẹp lắm nha mấy chị. Lên rất là đẹp, form lên rất là đẹp luôn. Rồi lên mã hồng phấn 1, 2, 3 giùm em. Rồi cái mã này đầu tiên nãy em lên nè, mã hồng, chốt cho em mã hồng. Áo và ba chắc thun luôn nha chị Hương Lan. Rồi cái này lên cho em mã hồng nha mấy chị đẹp. Hồng này em còn size 24. Mã hồng này em còn size 24 nha. Chị yêu nào vừa chốt hồng 24 giùm em. Rồi lên cho em mã hồng 24. Mấy chị yêu ơi, có thích mẫu này không? Không thì em qua mẫu nha. Quần đó là quần dài ống ôm nha mọi người. Các chị đẹp xem like chấm bài tương tác chia sẻ like lên giúp em đi các chị. Chia sẻ like lên giùm em nha, bán giá trên like là giá tương tác mọi người, chia sẻ like lên giúp em. Rồi em quay lại mẫu bà ba cho các chị đẹp nha. Các chị yêu xem like chấm bài tương tác chia sẻ like lên giúp em đi mọi người ơi. Rồi em lên tiếp áo bà ba lại cho các chị nè. Ở bộ cách tăng em chỉ có một mẫu này thôi, và một mẫu này là mẫu màu
không là mẫu hoa đó chị Trinh Lê ơi, mà chị có rồi. Thôi em lên lại bà ba cho các chị yêu nè. Các chị yêu xem like mình cho em xin được chia sẻ đi nha mọi người. Rồi em lên tiếp màu bà ba nha các chị, áo màu nha. Em xem quần hồng phấn size 1. Quần hồng phấn size 1 hả chị? Rồi ok chị nha. Nói chung cái bộ đó cái chất bao đẹp cho các chị luôn. Giá 110.000 bao đẹp. Rồi cái này là màu hồng sen nha các chị yêu. Màu em đang lên là màu hồng sen nha. Size 2, 3, 4, 5 bản hồng sen em còn 2, 3, 4, 5. Đây cái quần màu hồng phấn nè chị. Và dáng quần của cái bộ cách tân nha. Đây nha chị ơi. Rồi màu này màu hồng phấn bộ cách tân nha. Màu hồng phấn. Có hai túi hai bên rất là sâu vẫn thổi ok cho em luôn nha. Đó. Được chưa chị ơi? Rồi em lên bà ba nè, chị đẹp là mình thích chốt giúp em nha. Chế nào mua áo lẻ mua từ thang áo đi mấy chế. Rồi màu em lên màu hồng sen. Chị yêu là mình thích hồng sen, chốt cho em mã hồng sen size 2, 3, 4, 5 mã hồng sen. 75.000 một áo và 135.000 một bộ. Và phí ship trên một đơn là 30.000 nha các chị. Rồi lên mã hồng sen giùm em nha. Hồng sen kèm size 2, 3, 4, 5. Chị nào không biết mặc size nào lên cho em chiều cao cân nặng canh size cho các chị đẹp nha. Rồi lên cho em mã hồng sen size 2, 3, 4, 5 mã hồng sen. Hồng sen size 2, 3, 4, 5 đến em. Rồi em lên cái mẫu này là mã tím. Chứ nào đẹp, chứ đẹp là thích tím, chốt tím giùm em nha. Chốt tím. Tím kèm size 1, 2, 3, 4. Mã tím này em còn size 1, 2, 3, 4 nha mọi người. Rồi chốt tím kèm size 1, 2, 3, 4 lên giúp em mã tím. 45kg trở lên nha các chị đẹp, là mặt đẹp nha. Chia sẻ like lên giúp em đi mọi người ơi. Rồi lên cho em mã tím kèm size 1, 2, 3, 4, 5 nha các chị ơi. 45kg trở lên. Size to nhất là size 5 là 70kg nha các chị, 65-70kg. Rồi chị nào thích màu này lên cho em mã tím. Tím kèm size 1, 2, 3, 4. Mã tím thì em hết size 5 nha. Rồi lên tím 1, 2, 3, 4 giúp em mã tím nha. Tím kèm size 1, 2, 3, 4. Các chị yêu còn xem like chấm bài tương tác lên giúp em nha mọi người ơi. Rồi em lên tiếp mã này là mã hồng ruốc. Chị yêu là mình thích màu này lên cho em màu hồng ruốc một size 1, 4, 5. Mã hồng ruốc này em còn size 1, 4, 5 nha các chị. Rồi chị yêu là mình thích hồng ruốc lên mã hồng ruốc giùm em. Hồng ruốc kèm size 1, 4, 5 nha mấy chị đẹp gái. Lên hồng ruốc size 1, 4, 5 nha cho em nha. Hồng ruốc 1, 4, 5 mọi người ơi. Đây màu này màu hồng ruốc nha các chị. 75.000 một áo, kho bao đẹp bao sang luôn. Rồi lên hồng ruốc, kho này là kho thiêu lên nha các chị đẹp. Em mặc hơi rộng nè. Rồi hồng ruốc 145 lên giùm em mã hồng ruốc. Hồng ruốc 145 nha các chị đẹp gái ơi. Rồi em có màu này là màu xanh ngọc. Size 2 nha chị Phượng Đình ơi, mặc size 2 nha chị. Rồi cái này em có xanh ngọc nha các chị đẹp, xanh ngọc này em còn size số 3 thôi. Màu xanh ngọc này em còn size 3 cho các chị 55-60kg. Chị đẹp nào vừa chốt mã xanh ngọc size 3 giùm em. Rồi lên giúp em mã này xanh ngọc size số 3 nha các chị. Đây nha, size 3 hơi to. Ủa cái này giống size 2 quá vậy ta. Cái này size 2 mấy chị ơi, không phải size 3 đâu. Em mặc vô người em thấy size này nhỏ. Rồi xanh ngọc này size 2 nè. Em còn size 2, 3. Chị yêu nào vừa chốt mã xanh ngọc size 2, 3 giùm em nha. Em chào chị Thương Ngọc. Rồi lên mã xanh ngọc size 2, 3 giúp em mọi người ơi. Màu em đang lên là màu xanh ngọc nha các chị.
Xanh ngọc kèm sai, cái này sai số 2 chứ không phải số 3 đâu. Em mặc vô người là biết cái mạc thì để số 3 nhưng mà không phải. Rồi chị nào thích màu này lên cho em mã xanh ngọc size 2, size 3 lên giùm em. Xanh ngọc kèm size 2, 3 nha các chị đẹp gái ơi. Lên mã xanh ngọc size 2, 3 giúp em nha. Rồi xanh ngọc size 2, 3. Chị Phương Đình chị mặc size 2 là vừa đẹp luôn nha chị. Rồi lên mã xanh ngọc 2, 3 giúp em. Rồi em lên tiếp màu này là màu màu hồng sữa nha mấy chị ơi. Màu hồng sữa này em còn một cái size số 3. Chị yêu nào vừa chốt mã hồng sữa 3 lên cho em nha. 55-60kg lên cho em hồng sữa size 3 nha các chị. Đây size này mới đúng là size 3 nè. Cái áo hồi nãy là size 2 thôi. Rồi lên cho em mã hồng sữa 3. 55-60kg mặt đẹp. Lên mã hồng sữa 3 giùm em. Chỉ có 75.000 một áo thôi nha mấy chị đẹp gái thôi. Rồi lên mã hồng sữa 3 giúp em nha. Hồng sữa size 3 cái này nó rộng, em mặc vô các chị nhìn cái form nó không có được đẹp, nhưng mà mặc lên cho các chị xem màu thôi ha. Rồi hồng sữa size 3, mã hồng sữa 3 lên giúp em. Rồi em lên màu này màu rêu nha, chứ đẹp là thích chốt rêu. Chốt rêu kèm size 2, 3, 4, 5 mã rêu lên giúp em. Mã rêu kèm size 2, 3, 4, 5. Rồi lên trên mã rêu size 2, 3, 4, 5 nha mấy chị đẹp gái. Rồi mã rêu size 2, 3, 4, 5 lên giùm em. Màu em mặc là màu rêu nha các chị đẹp. Chị nào thích lên cho em rêu. Rêu kèm size 2, 3, 4, 5 lên giúp em mã rêu nha. Rồi lên mã rêu size 2, 3, 4, 5. Rêu kèm size 2, 3, 4, 5. Các chị yêu xem like chấm bài tương tác lên giúp em đi mọi người. Rồi em lên màu này màu hồng, chị yêu là mình thích lên mã hồng. Em còn size 2 và size 3, chốt mã hồng size 2, 3 nha. Chốt mã hồng size 2 và size 3. Em đọc size 2, 3 tức là nó còn áo size số 2 và áo size số 3 nha các chị. Rồi size 2 50-55kg, size 3 55-60kg lên cho em mã hồng size 2, size 3 nè. Hồng này em còn size 2 và size 3 nha. Rồi chị đẹp nào mình thích chốt hồng size 2, 3 lên giúp em. Mình thích chốt cho em hồng size 2, 3 nha mấy chị yêu ơi. Mã hồng này em còn size 2 và size 3 nha. Rồi lên mã hồng 2, 3 giúp em. Mã hồng 2, 3 nè. Lên mã hồng 2, 3 giùm em nha. Size 2 50-55kg, size 3 55-60kg. Rồi em lên màu này màu đỏ. Màu đỏ tươi nha các chị đẹp gái ơi. Mẫu em lên là bà ba màu nha. Chào chị Bảo Trân. Một bộ em cũng bán mà áo lẻ cũng bán nha các chị. Chị nào mua áo lẻ thì mua từ hai áo trở lên giùm em. Rồi lên giúp em mã này mã đỏ nha các chị đẹp gái ơi. Các chị nào mình đang xem like chấm bài lên giúp em đi mọi người. Em chào chị Phương Kiều. Rồi mọi người ơi, cái này lên cho em mã đỏ tươi nha. Đây, đỏ tươi em còn size 1, 2, 3, 4, 5 mã đỏ tươi. Chứ yêu nào mình thích chốt cho em đỏ tươi kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Từ 45kg cho tới 70kg mặc vừa luôn nha mấy chị yêu. Rồi lên cho em mã đỏ tươi, mẫu này mặc bao đẹp bao sang luôn. Cái chiếc đẹp là mình đi chùa đi lễ đó là mẫu này mình mặc đẹp nha. Bây giờ cái mẫu mà đồ lam đi chùa nó không có thịnh bằng đồ bà ba đâu các chị đẹp. Rồi chị nào thích này lên cho em mã đỏ, em đang mặc là size số 2 nha. Size số 1 nằm đâu rồi đó. Rồi chốt cho em đỏ kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Chào chị Phương Kiều, các chị đẹp xem like, chấm bài tương tác, chia sẻ like, giá em bán trên like là giá tương tác nha mọi người. 85.000 một áo mà em giờ em bán trên like là chỉ có 75.000 thôi nha. Rồi chị nào thích màu đỏ tươi này chốt cho em đỏ tươi kèm size 1, 2, 3, 4, 5 mã đỏ tươi lên giúp em. Đỏ tươi kèm size 1, 2, 3, 4, 5 nha mấy chị. Chỉ có 75.000 một áo thôi mấy chị đẹp ơi. Rồi xem like chấm bài tương tác và chia sẻ like lên giùm em nè. Chia sẻ like nhiệt tình lên giúp em mọi người ơi. Rồi em lên màu này là màu vàng nhạt nha các chị đẹp. Vàng nhạt này em còn size 3, size 4 chứ nào vừa chốt cho em nha. Size 3 55-60kg, size 4 60-65kg. Rồi lên giúp em màu vàng nhạt nha mọi người. Màu vàng này và vàng mỡ gà đó mấy chị yêu. Em đứng gần các chị xem nha cái màu vàng nha. Vàng này là vàng mỡ gà nha mấy chị ơi. Rồi lên giúp em mã vàng. Vàng nhạt size 34.
Rồi lên giúp em vàng nhạt 34 giùm em nha mấy chứ. Vàng nhạt 34. Đồ đang mặc màu đen còn không? Có màu đen nha chị. Chị Dầu Nguyễn có màu đen nha chị. Màu đen đây chị ơi. Màu đen bao đẹp luôn. Đây màu đen này em còn size từ 1 tới 4 nha các chị đẹp. Các chị yêu ơi, chia sẻ like lên giúp em nha mọi người. Rồi màu đen đây chị Dòng Nguyễn, chị mặc size nào chị chốt đen kèm size lên giúp em nha. Màu đen nè mấy chị đẹp. Ở chị yêu nè, mình thích màu đen mặc lúc nào cũng sang nha mọi người. Rồi chị nào thích đen chốt đen kèm size 1, 2, 3, 4 lên giùm em mã đen. Mã đen kèm size 1, 2, 3, 4 nha mấy chị ơi. Rồi lên giúp em mã đen kèm size. Đen kèm size 1, 2, 3, 4. Đây nè chị Dầu Nguyễn, chị chốt đen màu size nào chị lên size giùm em. Chị chốt đen size nào lên size giùm em nha. Chào em Trần Trinh. Em xem lại màu hồng đậm size 2 với màu đỏ size 2. Hồng đậm size 2 với màu đỏ size 2 hả? Đây nè. Chị Dầu Nguyễn ơi, đen nè chị, chốt đen size nào lên size giùm em nha. Rồi đỏ này chị ơi, đỏ này đỏ tươi, em mới vừa mặc này màu đỏ tươi nha. Đó. Đỏ này em có size 1 2 3 4 5 từ 45 kg cho tới 70 kg. Đó, chị yêu nào thích đỏ lên mã đỏ kèm size giùm em nha mọi người, có size có số điện thoại em mới chốt được nha. Rồi đỏ kèm size 1 2 3 4 5 lên giùm em. Đây đỏ nha chị Phượng Tinh ơi. Rồi lên giúp em mã đỏ. Rồi mã hồng đây chị ơi. 75 ngàn một áo thôi mọi người. Bao đẹp, bao xinh, bao sang luôn. Chắc co giãn mặc thoải mái giúp em nha. Rồi lên giúp em mã này mã hồng. Hồng này em còn size 2 và size 3. Chốt mã hồng size 2, 3 giúp em. Màu này là màu hồng mà nguyên bản của nó đó các chị đẹp. Rồi lên cho em mã này mã hồng size 2, 3 nè. Chị đẹp nào thích lên hồng kèm size size 2, size 3 lên giùm em. Rồi hồng kèm size 2, 3 lên giúp em nha mọi người. Màu hồi nãy chị họ nói em màu gì? Màu hồng sen hả? Đây màu này màu hồng sen. Đen số 3 chị Hoa Tâm, đen số 3 lên số thoại giùm em. Số 3 là 55-60kg vừa nha chị Hoa Tâm. Size 3 là 55-60kg nha. Chị Dầu Nguyễn đen 61kg. Rồi em chốt cho chị Hoa Tâm đen số 3 61kg. Chị Dầu Nguyễn ơi cho em thêm chiều cao đi chị. Ủa chị Dầu Nguyễn nhớ phải cách cũ ta. Rồi chị Hoa Tâm đen số 3 lên số thoại giùm em. Số 3 nhớ lưu ký giùm em là số 3 55-60kg vừa nha. Rồi lên giúp em đen 3 lên số thoại cho em nha chị Hoa Tâm. Rồi chị Dầu Nguyễn 61kg cho em thêm chiều cao đi chị Dầu Nguyễn. Nếu mà mình cao thì em lấy cho chị size số 3. Còn dưới 1m58 là em lấy chị size số 4 nha chị Dầu Nguyễn ơi. Lên cho em thêm chiều cao để em canh size nó chuẩn hơn nha mọi người. Rồi chị đẹp hỏi em màu hồng sen nè. Đây màu này màu hồng sen nha. Nó sẽ sẫm màu hơn cái màu hồng nguyên bản của nó nha các chị đẹp. Rồi cái này hồng sen size 2, 3, 4, 5 à, đúng rồi. Hồng sen em còn size 2, 3, 4, 5 từ 50kg cho tới 70kg. Chị nào thích màu này lên giúp em hồng sen nha. Đây hồng sen nè mấy chị yêu ơi. Chị Đinh Phượng ơi, màu hồng sen nè chị. Bao đẹp luôn. Rồi chị yêu nào mình thích chốt cho em mã hồng sen nè. Cao 1m56, ok chị, em chốt chị cái đen 4 nha. Chị Hoa Tâm. Rồi ok chị Hoa Tâm nha. 1m56, ok chị Dầu Nguyễn, em chốt chị cái đen 4 nha. Các chị chốt hàng á, lên số điện thoại, lên đôi số điện thoại liên hệ được nha mọi người. Số điện thoại nhiều chị cho số điện thoại xong không có liên hệ được. Đẹp không Ngọc? Đẹp không?
Nhiều chị cho số điện thoại xong thì không liên hệ được các chị đẹp ơi. Hồng sen và đỏ số 2, ok chị Phượng Đinh Thị nè. Hồng sen và đỏ số 2. Xem phong quần chờ em một xíu nha. Rồi một đỏ, một hồng sen nè, một đỏ nè. Mẫu đem lên là bà ba quần đen ống rộng với áo màu nha các chị. Quần là chỉ có một mẫu quần đen thôi nha mọi người, không có mẫu quần khác nha, chỉ có quần đen thôi. Chị nào mua áo lẻ thì mua từ hai áo giùm em nha. Chốt nó là thun nha chị Hồ Mỹ Linh, chắc thun to giãn lạnh nha. Rồi em cho xem dáng quần nha. Rồi dáng quần nha các chị đẹp. Quần là như em mặc nha mọi người. Rồi em lấy cái quần. Rồi dáng quần nha mấy chị ơi, quần đó là quần đen không ạ? Quần đen ống rộng nha. Đây các chị nhìn cái dáng quần mặc lên rất là đứng quần luôn, mà nó cái đáy nó không có ngắn nha các chị. Cái đáy nó vừa phải, các chị mặc nó sẽ không có bị túm bị ôm nha. Quần mặc lên rất là năng cái mông mình luôn nè. Đó. Quần mặc rất là chuẩn ha. Rồi chị đẹp nào mình thích rồi, có một túi đây luôn nha chị đẹp, quần bà ba nha, có một túi như này nè. Đó. Rồi em sẽ cầm một cái quần khác lên cho các chị xem nha. Dán quần cho các chị xem cho kỹ nha. Đây nha các chị ơi. Đó cái chất thun của nó rất là dày, mịn và đen nha các chị đẹp. Quần là quần ống rộng. Đó chị nào muốn xem dán quần xem giúp em nha. Tại màu đen em đưa lên màn hình các chị nhìn nhiều khi nó bị chói ánh cái màu đen đó, nó sẽ chói qua cái màn hình các chị nhìn nó không có rõ cái màu đâu. Rồi được chưa chị Đinh Thị ơi. Đó màu quần nha. Dạ phong quần là như em mặc nha chị, nó sẽ đứng với quần như thế này nha. Rồi em lên tiếp chứ cái gì đẹp nè. Ok chị Dầu Nguyễn em thấy địa chỉ của chị rồi nè. Cảm ơn chị. Rồi chào chị Ngọc Trân nha. Em chào chị Ngọc Trân nha. Một bộ 135.000 chị. Em có ghim giá ở bình luận rồi đó. Em chụp bình luận. Quần có size từ 1 tới 5 luôn nha mấy chị đẹp gái ơi. Quần em có size từ 1 tới 5 luôn. Rồi em lên màu tiếp nha mọi người. Tên Oanh, ok chị Dòng Nguyễn nha. Rồi em lên màu tiếp. Chị nào thích màu nào cứ chốt màu đó thì em kèm size lên giúp em là được nha các chị. Rồi mã này lên giúp em mã tím Huế. Tím Huế nha các chị yêu ơi. Rồi lên cho em màu này màu tím Huế nha. Tím Huế này em còn size 1, 3 và 4. Size 1 45 50 kg, size 3 55 60 kg và size 4 là 60 đến 65 kg nha các chị. Ơi chị yêu nào mình thích màu này màu tím Huế là chốt mã tím Huế lên giùm em nha. Chốt tím Huế lên giúp em. Rồi màu em mặc màu đen là chị nào còn thích màu đen chốt cho em đen. Cho em một quần size 1, ok chị Đinh Phượng nha. Rồi em lên màu này màu tím Huế nha các chị. Tím Huế nè, chị yêu nào mình thích lên cho em mã tím Huế kèm size 1, 2, 1, 3, 4. Lên mã tím Huế size 1, 3, 4 giúp em nha mọi người. Rồi màu em lên là màu tím. Tím nha mấy chị yêu ơi, chế nào thích tím chốt tím giùm em nha. Tím Huế nha mấy chị, nó sẽ đậm hơn cái màu tím mực hồi nãy em mặc đó. Rồi lên mã tím Huế giúp em. Tím Huế kèm size 1, 3, 4 nha các chị đẹp. Nhớ giùm em là số ký từng size em đọc á, chứ chị canh size cho chuẩn giúp em nha. Còn chị nào mà không biết á thì cứ lên chiều cao cân nặng cho em. Rồi cái màu này là màu tím cà. Tím cà em còn size số 4 nha các chị đẹp. Lên mã tím cà size 4 giùm em nha mọi người ơi.
60 đến 65 kg vừa cái màu tím cà này nha. Đây, màu này là màu tím hoa sim đó các chị đẹp. Rồi lên giúp em mã tím cà. Tím cà giùm em nha, tím cà size 4, 60 65 kg vừa mã tím cà. Rồi chị đẹp nào thích chốt cho em tím cà 4. Lên mã tím cà 4, cái nào mà size to là em sẽ không mặc được nha các chị. Cái nào mà còn số 1 em mới mặc được, tại vì em có 41 kg thôi. Rồi em lên màu này là màu đỏ đô. Chị đẹp nào thích đỏ đô chốt đỏ đô giùm em, nó sẽ sẫm màu hơn màu đỏ tươi nãy nha các chị đẹp ơi. Rồi lên cho em màu này màu đỏ đô nè. Rồi lên mã đỏ đô kèm size lên giúp em. Đỏ đô em còn size 1, 2, 3, 5. Rồi đỏ đô em còn size 1, 2, 3, 5 nha các chị. Nó sẫm màu hơn cái màu đỏ tươi hồi nãy nha. Rồi chị yêu là mình thích màu này lên cho em đỏ. Đỏ đô kèm size 1, 2, 3, 5 lên giúp em. Hot size 4 nha các chị đẹp. Rồi lên giúp em mã đỏ đô. Đỏ đô size 1, 2, 3, 5. Rồi em lên tiếp màu này là màu măng cục mấy chị yêu ơi. Màu măng cục chị đẹp nào mình thích. Rồi mấy cái mẫu này các chị mà đi lễ chùa là em bao sang luôn nha. Tháng này là tháng báo hiếu nè các chị đẹp. Lễ Lu Lan là đi chùa rất là nhiều nè. Rồi lên giúp em mã này là mã, trời ơi màu măng cục đẹp quá mấy chị ơi. Lên mã măng cục kèm size giùm em nha. Măng cục em còn size 2, 3, 4, 5. Lên giúp em màu măng cục nha mọi người. Màu vỏ trái măng cục đó mấy chị yêu, sang lắm luôn. Màu này lên rất là sáng da nha các chị đẹp. Mặc lên rất là sáng da nha. Rồi chị nào mình thích màu này lên giúp em màu măng cục nha mấy chị yêu ơi. Rồi lên form hơi bị chuẩn nha các chị. Áo em đang mặc là số 2. Rồi chị nào thích chốt cho em măng cục size 2, 3, 4, 5 lên giùm em. Màu măng cục size 2, 3, 4, 5 nha mọi người. Các chị yêu xem like lâu lâu chấm bài tương tác và chia sẻ like lên giúp em nha các chị đẹp. Rồi lên giùm em màu em đang mặc là màu măng cục. Măng cục kèm size lên giùm em. Măng cục kèm size 2, 3, 4, 5 mã măng cục nha. Chị Hồ Mỹ Linh ơi, cái này em thấy là nó tuổi nào mặc cũng được chị. Tầm nói chung có dáng tầm 18 tuổi trở lên là các chị mặc được rồi, tới 70 tuổi cũng mặc được nha. Nếu mà mình trung tuổi mình không thích màu tươi thì mình chọn màu tối chị. Còn chị nào trẻ trẻ thích màu tươi thì mình chọn màu tươi. Đó, cái này dáng nào mặc cũng được nha các chị ơi, vừa phong là mặc đẹp hết á. Rồi màu em lên là màu này là màu hồng phấn. Hồng phấn nha mấy chị. Hồng phấn này em còn size 1 2, 4. Rồi hồng phấn này em còn size 1, 2, 4 này. Chị nào thích lên cho em mã hồng phấn 1, 2, 4 giùm em. Hồng phấn 1, 2, 4. Em chào chị Huy Bo nha. Áo là liền, áo nút liền. Đúng rồi, áo này là nút, nó là nút giả nha chị Huy Bo. Tức là áo cổ mình trồng vô chứ không phải là gài nút nha chị. Tại vì cái này nó may là liền luôn. Đúng rồi đó, nút liền á. Tại vì mà mình mà bây giờ mà mình chơi cái nút mà nút gài á, mình mặc cái những cái chỗ này nó hở ra nó sẽ xấu lắm nha các chị yêu. Mình mặc giày rất là đẹp nè, các chị nhìn sẽ không bị hở ngực mình ha. Đó, đẹp lắm. Mà dễ mặc nữa, thoải mái các chị, không có bị bung ra. Rồi em lên tiếp nha các chị đẹp gái ơi. Rồi màu em mặc hồng phấn, chị đẹp nào thích chốt cho em mã hồng phấn. Chỉ có 75.000 một áo thôi nha các chị. Rồi em lên cái màu này là màu màu trắng da nha mấy chị đẹp. Màu trắng nó hơi hơi ngà ngà chứ không phải là trắng tinh. Màu trắng này nó hơi về màu màu da nha mấy chị đẹp. Thì chốt cho em là mã trắng da nha mọi người. Rồi màu này lên cho em mã trắng da. Em còn size 3, 4, 5 từ 55kg cho tới 70kg nha. Rồi lên mã trắng da giúp em nha các chị đẹp gái ơi. Rồi lên giúp em mã trắng da mọi người. Em chào chị Trang Ngô nè. Rồi trắng da này em còn size 3, 4, 5 từ 55kg tới 70kg. Rồi em lên tiếp màu này màu nâu. Chứ đẹp nào đi chùa chọn màu này là nhất luôn nha các chị đẹp. Em chào chị Trang Ngô nha. Lâu quá không gặp chị nè. Chị Hoa Tâm măng cục số 2. Ủa? Chị Hoa Tâm hồi nãy chị chốt, hồi nãy chị chốt đen 3 mà sao bây giờ chốt măng cục số 2 chị ta? Chị Hoa Tâm hồi nãy chị chốt màu đen số 3 mà bây giờ chốt màu đen số 2 là chị mua cho ai hay là chị chốt nhầm sai? Chị chốt lại giùm em chứ để em nhầm nha. Măng cục số 2 là 50 đến 55 kg vừa nha chị.
cho chị Trang Ngô nha. À, số 5 là 65kg tới 70kg vừa đó chị Bích Thảo Nguyễn. Mà chị nào mà cao 1m6 trở lên là mặt mắt luôn là 72kg nha mấy chị đẹp. Tức là tới giới hạn tới 70kg là chiều cao trung bình 1m55. Còn chị nào 1m6 trở lên đó là 72kg mặt size số 5 vừa nha. Rồi cái này là màu cao phô hay là cái chị nào hay kêu là màu nâu mà cao phô là một nha các chị đẹp. Cho xem quần ok chị Bích Thảo nha. Rồi cái này lên cho em mã nâu. Chị Hoa Tâm hồi nãy chị chốt cái đen số 3 mà sao giờ chị chốt cái măng cục số 2 chị? Chốt lại giùm em măng cục chị lấy số 2, số 3 hồi nãy chị nói em là chị Như Ký. Mua giùm rồi ok chị mua giùm. Ok chị nha, tại em hỏi cho kỹ, em hỏi phải cho kỹ để không công thì khi mình nhầm. Rồi măng cục số 2 này của chị Hoa Tâm nè. Mọi người lớn đây nè chị Bích Thảo ơi. Người lớn trung trưa trung niên nè. Hai già là mặc cái màu này nè. Chị Hoa Tâm. Ship toàn quốc 30 ngàn cho một đơn, cái chị lấy bao nhiêu cũng ship cũng 30 ngàn hết, ở nơi nào cũng ship 30 ngàn hết nha các chị. Rồi màu em lên là màu nâu. À màu nâu đúng rồi, màu nâu em còn size 123 nha mấy chị ơi. 1234. Rồi mã nâu này em còn 134 nha mấy chị, hết size 2. Trời chứ đẹp nào mình thích chốt giúp em mã nâu. Mã nâu size 134 giùm em. Size 1 45 đến 50 kg, size 3 là 55 60 kg và size 4 60 65 kg nha. Các chị để ý giúp em là nếu mà mình mua cho mẹ mà các mẹ mà lớn tuổi tầm chừng 60 70 tuổi á thì các chị phải lấy nhích lên một size giùm em nha, tại vì các mẹ sẽ mặc không có mặc ôm như mình, các mẹ mặc rộng nha mọi người. Rồi cái này lên. Rồi dáng quần là quần dây mặc nha mấy chị. Cái quần này các chị về mặc với áo thun ôm cũng rất là đẹp luôn á, các chị mà trẻ trẻ muốn mặc quần ống rộng đó nhưng mặc với áo thun ôm cũng rất là đẹp nha. Hoặc là các chị có áo dài mặc với áo dài luôn cũng đẹp luôn. Rồi em lên tiếp. Mọi người lớn là bao nhiêu tuổi thì Bích Thảo? Đó em lên đó, mình coi màu nào mình thích thì mình chọn giùm em nha. Tại vì nhiều lớn có nhiều chị sáu mấy rồi vẫn cứ thích mặc màu tươi mấy chị đẹp. Ở khách của em có các chị vào trang cá nhân xem có mấy chị đó năm mấy 60 tuổi rồi vẫn màu hồng, màu đỏ, màu xanh ha, không có phải màu tối. Size 2 50-55kg vừa nha chị Bích Thảo ơi. Rồi cái này lên giúp em, màu này là màu xanh coban nha các chị đẹp. Xanh coban. Màu xanh coban là chị nào thích chốt cho em xanh coban kèm size 1, 2, 3, 4, 5 mã xanh coban lên giúp em nha. Em 41kg mặt còn rộng nha các chị, size 1 45kg trở lên mặt đẹp nha. Chế nào dưới 45kg mặt giống em nè, nó sẽ rộng, không có được ôm cho lắm. Nhưng em bình thường em mặc em phải bóp eo lại như nó mới để lên vậy nha các chị. Rồi lên cho em mã này, mã xanh coban. Xanh coban kèm size 1, 2, 3, 4, 5 lên giùm em. 62kg. Rồi mặc size 4 cho em nha chị Bích Thảo ơi. 62kg lên cho em size 4 nha chị. Thích màu nào thì màu kèm size 4 lên giùm em. Rồi lên cho em mã xanh coban size 4, size 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 mã xanh coban nha các chế đẹp gái ơi. Áo size từ 1 tới 5 thì quần cũng có size từ 1 tới 5 luôn nha chị Bích Thảo. Rồi cái này lên cho em mã xanh lá đậm nha mọi người. Xanh lá đậm em còn size 1, 2, 3, 4 nha các chị đẹp. Rồi lên cho em mã xanh lá đậm size 1, 2, 3, 4 lên giùm em. Cái em đang cầm là size số 3. Rồi chị nào thích màu này lên giúp em xanh lá đậm size 1, 2, 3, 4. Nhớ có size số 1 mà ta. Đây, đây, đây. Rồi đây xanh lá đậm nha em. Mặc xanh lá đậm cho các chị size 1, 2, 3, 4 lên giúp em nha. Quần nó cũng có size nha chị Bích Thảo. Quần có size từ 1 tới 5 nhưng mà quần mình có thể chọn nha. Mình thích mặc rộng thoải mái thì mình lấy đúng đúng size, còn mình thích mặc gọn ôm thì mình lấy size nhỏ xuống tùy mình nha chị. Chứ quần thì nó cũng có size từ 1 tới 5 nha. Rồi màu này em lên là màu xanh lá đậm nè các chị đẹp. Xanh lá đậm, chị nào thích chốt mã xanh lá đậm lên em nè. Thank you.
chị Thanh Phương. Màu tối hả chị? 56 kg màu tối. Màu tối lấy cái màu nâu này đi chị. Màu nâu này màu tối nè. Em chào chị Hiếu Lê nha. Không có màu trắng tinh mà nó trắng hơi hồng hồng được không chị Hiếu Lê ơi? Chứ màu trắng tinh là không có. Đây nè, màu này là màu nâu nha chị. Màu tối nè, chị đẹp nào thích chốt mã nâu giùm em. Màu tối em chỉ có màu măng cụt, màu nâu, màu xanh đậm, màu xanh đen á các chị đẹp. Rồi màu đen. Rồi màu gừng, đó là những cái màu tối để em lên cho nha. Rồi cái này nâu nè, em còn size 134 nè. Màu tối 56 kg, mặc size 3 cho em nha chị Thanh Phương. Rồi đó, màu này là màu nâu. Rồi em có màu này là màu gừng nè. Chị Hiếu Lê, màu trắng nó không có màu trắng tinh đâu chị. Nó chỉ có màu trắng hồng 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 một xíu. Rồi cái này màu gừng nha. Rồi màu em đang mặc nè, chị nào thích chốt giùm em mã xanh lá đậm lên giúp em nha. Xanh lá đậm size 1, 2, 3, 4 giùm em mã xanh lá đậm. Rồi lên giúp em xanh lá đậm 1, 2, 3, 4. Xanh lá đậm kèm size 1, 2, 3, 4 lên giùm em. Đó, em lên từng màu, các chị thấy màu nào mà thích hợp với mình thì mình chốt giúp em nha các chị đẹp. Mọi người xem like lâu lâu chấm bài lên giùm em nha các chị đẹp gái ơi, để cái tương tác mình nó có nha các chị. Rồi lên giúp em cái màu này là mã gừng. Trời, màu này lên đẹp nha các chị yêu. Rồi đây ha, lên màu gừng giùm em nha. Màu gừng này em còn size 2, 3, 4, 5. Mã gừng này em còn size 2, 3, 4, 5 nè. Chị đẹp nào mình thích lên giùm em màu gừng nha mấy chị. Nó giống như là màu cà phê sữa đó. Đó, nó giống như cà phê sữa đó nha các chị đẹp ơi. Em chào chị Ngọc Nga, màu xanh coban có nha chị Ngọc Nga. Rồi cái này màu gừng, chị nào hỏi em màu tối tối là những cái màu này là tối rồi nè các chị đẹp. Rồi lên màu gừng giùm em size 2, 3, 4, 5 từ 50kg tới 70kg mã gừng nha. Màu xanh coban đây nè chị ơi. À, chị Hiếu Lê chờ em xíu, lên hết cái này em sẽ lên cái màu trắng đó cho nha. Mà chị Hiếu Lê cho em chiều cao cân nặng thử em coi size mình còn không nha chị. Rồi cái màu này là xanh coban nè chị. Em chào chị Trần Hiền nha. Rồi cái này xanh coban nè chị yêu, là mình thích chốt xanh coban giùm em. Chốt mã xanh coban lên giúp em mọi người ơi. Size 1, 2, 3, 4, 5 mã xanh coban nha. Đây nè chị nào hỏi em xanh coban chị Ngọc Nga. Rồi chốt xanh coban lên giúp em. Đây mã trắng là em có hai cái màu này là nó hơi trắng này các chị đẹp. Đây chị, trắng này nó hơi về màu da của mình, nó không phải là màu trắng tinh. Không có màu trắng tinh, từ khi em bán bà ba đến giờ là không có màu trắng tinh mấy chị ơi. Đó, rồi chị thích màu này thì chốt cho em là trắng da nha các chị đẹp, size 3, 4, 5. Mã trắng da này em còn 3, 4, 5 từ 55kg tới 70kg nha. Rồi chị yêu là mình thích màu này lên cho em mã trắng da nha các chị đẹp ơi. Đây nha. Rồi chốt cho em mã trắng da size 3, 4, 5. Rồi màu này là màu hồng nhạt. Em chào chị Khả Hân. Chị Khả Hân, hai bộ bữa em gọi điện cho chị mà không được. Em chưa có gửi. Em có gọi điện cho mình là một bộ của chị với lại một bộ của chị Phương Trần á. Chị Phương Trần nói là gửi chung cho chị luôn á chị. Đó, ok thì chiều em gửi hai bộ đó cho chị nha. Thì chị Phương Trần kêu là chị hai chị ở gần nhau cho nên gửi chung, đỡ tiền ship 30.000. Rồi cái màu này là màu hồng nhạt, em còn size 2 và size 4 mã hồng nhạt nè. Mã hồng nhạt em còn size 24 nha. Đây chị Hiếu Lê nè, màu này cũng đẹp nè chị. Hồng nhạt giùm em nha, size 24. Chứ màu trắng tinh là không có mấy chị. Em không hiểu sao mà không có màu trắng tinh, từ khi bán giờ là không có cái màu trắng tinh luôn á chị. Chị Cả Hân ơi, vậy chiều em gửi hai bộ đó cho mình nha. Tại em gọi cho chị Phương Trần cũng không nghe máy, em nhắn tin thấy chị đọc mà không thấy chị trả lời. Em gọi cho chị cũng không được luôn cho nên không biết là có gửi hay không, em chưa có gửi. Có gì chiều là em gửi cho chị Cả Hân. Rồi cái này lên cho em mã hồng nhạt nha các chị. Đó chị Hiếu Lê, chỉ có hai cái tông màu này nó gần gần như màu trắng thôi nha. Rồi em lên tiếp màu này là màu xanh lá tươi nha các chị đẹp. Dạ ok chị, chiều em gửi nha. Rồi màu này xanh lá tươi lên giúp em
mọi người ơi. Xanh lá tươi nè. Chị yêu nào thích chốt em xanh lá tươi size 345 mã xanh lá tươi. Rồi cái này là nó to lắm, nhưng mà em mặc cho các chị xem cái màu áo của nó nha. Rồi lên cho em mã xanh lá tươi size 345 nha mấy chị ơi. Xanh lá tươi 345 lên giùm em. Chị yêu nào mình thích lên cho em mã xanh lá tươi 345 nha các chị đẹp. Rồi chốt xanh lá tươi 345 lên giúp em mã xanh lá tươi. Hết mẫu này em sẽ qua mẫu mà ba áo bông cho các chị nha. Lá tươi rồi em có mẫu này là màu cam. Trắng đi chùa hả chị? Trắng đi chùa chị lấy màu lam đi chị. Chị Hiếu Lê em có màu lam á chị. Màu lam đâu rồi ta? Chờ em xíu nha, em kiếm màu lam lên cho. Đi chùa mình lấy màu lam đi chị, màu lam đẹp. Rồi cái này cam này là cam cà rốt mẫu một bông. Em còn một áo này size số 1. Chị nào chốt em mã cam 1 giùm em nha, 45-50kg. Lên mã cam 1 giúp em nha mọi người. Rồi màu cam lên với vùng đen rất là đẹp nha các chị. Không chói đâu nha. Rồi chị nào mình thích lên giùm em mã cam nè. Cam này một bông nha các chị đẹp. Cam này một bông. Xanh lá tươi size 4. Ok chị Bích Thảo. Chị Bích Thảo lên xuống nội giùm em nha. Rồi chốt chị màu xanh lá tươi 4. Em chào chị Người Là Niềm Đau nè. Chia sẻ like giúp em đi chị. Rồi chị Bích Thảo Nguyễn. Chị nào lấy áo lẻ thì chọn từ hai áo giúp em nha. Lên xuống thoại cho em luôn chị ơi. Rồi cái này là mã cam. Cam giúp em nha. Em gửi rồi nha chị ơi. Em gửi rồi nha chị Người Là Niềm Đau ơi. Rồi cái này lên cho em mã cam mẫu một bông này. Em còn một áo số 1 và mẫu hai bông. Em còn size 3 và size 4. Chị nào thích chốt em cái cam hai bông. Cái màu nó đậm hơn nha các chị đẹp ơi. Màu nó là màu cam cà rốt luôn đó. Rồi cái cam hai bông này em còn size 3-4. Chị nào thích màu cam này chốt cho em cam 3-4 nha. Còn cái cam em đang mặc thì chốt cho em là cam 1 nha các chị đẹp. Rồi cam này em còn size 3 và size 4. Chị nào vừa chốt giúp em mã cam size 3-4. Rồi lên mã cam size 3-4 giùm em luôn. Có mấy con màu. Đi chùa lấy màu lam hay là màu đen là đẹp nhất luôn á chị ơi. Rồi lên cho em màu này màu xanh đậm nha mấy chị ơi. Chị nào mình thích màu tối rồi nè, màu này màu tối nha. Rồi lên mã xanh đậm size 1, 2, 3, 4, 5 từ 45kg tới 70kg là bao vừa nha các chị đẹp. Rồi lên mã xanh đậm giúp em. Xanh đậm kèm size. Xanh đậm kèm size lên giùm em nha mọi người ơi. Xanh đậm size 1, 2, 3, 4, 5 lên giúp em mã xanh đậm. Xanh này thì có hai tông màu đó các chị đẹp, xanh coban và xanh đậm nha. Rồi cái màu lam để em coi cái màu lam đâu rồi. Màu lam.
tây, màu này màu lam. Còn chọn màu đen này nhé. Số 60kg thì chị mặc áo số 3 quần số 4 đi chị Hiếu Lê. Áo số 3 lấy quần số 4 được nha chị. Chị lấy là áo số 3 quần số 4 là được nha. Rồi em có màu này là màu đây nè, màu này là màu lam nha các chị đẹp. Rồi màu lam này em còn size 3 và size 5. 60kg 1m63 chị mặc áo số 3 quần số 4 nha chị. Rồi cái này màu lam này chị đẹp là mình thích màu lam này, chốt lam giùm em nha. Lam này size số 3, em còn số 3 và số 5. Lam này em còn số 3 và số 5 mẫu một bông nha các chị đẹp. Rồi chị nào thích màu này lên màu lam giùm em nha. Size 3. Đây nha mấy chị yêu ơi. Đó màu này màu lam nha các chị đẹp. Rồi chị nào thích chốt cho em lam size 35. Mã lam size 35 lên giúp em. Rồi em có màu này là màu rêu nhạt, chị đẹp nào thích chốt cho em mã rêu nhạt. Rêu nhạt em còn size 23. 234 mã rêu nhạt lên giúp em nè. Mã rêu nhạt em còn size 234 nha. Rồi chị đẹp nào thích lên rêu nhạt giùm em. Rồi chị nào thích lên cho em màu rêu nhạt hết mẫu này là em sẽ qua mẫu bà ba áo bông cho các chị, em sẽ lên áo bông nha. Rồi rêu nhạt lên giúp em các chị đẹp. Rêu nhạt nha mọi người ơi. Rồi em đang mặc là size 2, chốt cho em rêu nhạt size 2, 3, 4 mã rêu nhạt nha các chị. Màu này màu rêu, hồi nãy em lên có màu rêu đậm đó. Rồi chị nào thích chốt cho em rêu nhạt nha, rêu nhạt kèm size lên giùm em. Rêu nhạt kèm size nha. Chị Bích Thảo Nguyễn chốt hàng lên số điện thoại giúp em chị ơi, không có số điện thoại là em xả đơn nha mọi người. Có số điện thoại em mới chốt đơn được chứ. Rồi em qua mẫu áo hoa nha các chị đẹp gái. Rồi cái mẫu đen một bông này em còn size 1, 2, 3. Mẫu đen một bông này chị nào thích chốt cho em đen một bông size 1, 2, 3 nha mọi người ơi. Đây đen nha, đen này đen một bông size 1, 2, 3. Chứ yêu nào vừa chốt mã đen một bông một, em còn size 1, 2, 3. Rồi lên cho em mã đen một bông size 1, 2, 3 nha các chị. Đen hai bông thì em còn size 1, 2, 3, 4. Rồi chị đẹp nào mình vừa chốt giúp em nè. Đen lên bông tím đẹp quá mấy chị yêu ơi. Rồi lên cho em đen size 1, 2, 3 mã đen này nha các chị đẹp gái ơi. Rồi qua mẫu nha. Hết màu rồi các chị. Áo màu là bao nhiêu đó màu là như là hết rồi đó. 20 mấy 30 màu là đâu còn màu nào nữa các chị đẹp. Rồi em lên tiếp. À em còn cái màu này màu vàng tươi nè các chị yêu. Đây vàng tươi em còn size số 4 cho các chị, 60-65kg chốt vàng tươi 4 giúp em nha. Màu này là vàng tươi luôn nha các chị đẹp gái. Rồi chị nào mình thích màu tươi á chốt giúp em nha. Rồi lên cho em mã vàng tươi size số 4. Lên vàng tươi size 4 giùm em. Rồi vàng tươi size 4 giúp em nha. Rồi qua mẫu. Lên áo bà ba bông nha các chị đẹp. Bà ba bông thì có hai mẫu nha, mẫu áo tay dài và áo tay ngắn. Chị nào thích màu nào chốt giúp em. Bà ba bông là 70.000 một áo, 130.000 một bộ nha mấy chị đẹp ơi. Rồi đây là áo bà ba bông nha các chị. Chị đẹp nào mình thích mẫu bông chốt bông lên giúp em. Rồi lên cho em mã này mã hoa đỏ. Hoa đỏ này em còn size số 1, 45-50kg mặt đẹp, lên mã hoa đỏ giúp em nha. Hoa đỏ, mẫu áo bông nha các chị ơi, 70.000 một áo thì em ghi mình lượng lại. Rồi chị nào thích lên cho em mã hoa đỏ size 1. Size 1 em còn áo này là em còn size 1 nha, 45-50kg lên cho em mã đỏ, hoa đỏ size 1 giùm em nha, 45-50kg. Nhớ
giùm em nha, áo bông là 70 còn áo màu là 75 nha các chị. Rồi em lên tiếp mã này, các chị đẹp nào thích chốt giùm em bông đỏ size 1, 45 50 kg lên mã bông đỏ size số 1. Rồi cái này lên cho em xám, mã xám này em còn size 3 và size 4. Lên mã xám 34 giúp em nha. Mã xám lên cho em mã xám size 34 nha các chị đẹp gái ơi, mẫu em lên là 70.000 một áo nha, 70.000 một áo. Rồi lên cho em xám 34 lên giùm em. Mã xám size 3, size 4. Size 3 55 60 kg, size 4 60 65 kg nha. Rồi chốt xám 34 lên giúp em nha các chị đẹp. Lên cho em mã xám size 34 mọi người ơi. Rồi xám em có size 3, size 4. Các chị xem like chấm bài tương tác lên giúp em đi mọi người. Rồi mã này lên cho em mã xanh dương. Xanh dương này em còn size 2, 3. Xanh dương này em còn size 2, 3, 4, 5 nha. Lên mã xanh dương size 2, 3, 4, 5 lên giúp em. Mẫu em mặc là ho đỏ này, chị nào thích chốt cho em ho đỏ. Ho đỏ 1, 45, 50 kg lên mã ho đỏ 1. Rồi em lên cái ho xanh dương này nha. Chị yêu nào vừa chốt cho em xanh dương size 2, 3, 4, 5 mã xanh dương. Rồi lên mã xanh dương size 2, 3, 4, 5 các chị đẹp ơi. Rồi lên mã xanh dương giúp em nha, size 2, 3, 4, 5 từ 50 kg tới 70 kg. Chốt xanh dương kèm size. Rồi chốt xanh dương kèm size kèm số điện thoại, chị thích Thảo Nguyễn cái này không có chứa điện thoại em xả nha. Rồi lên cho em mã xanh dương size 2, 3, 4, 5 giùm em nha mọi người. Quá đẹp luôn các chị đẹp. Chị nào mà thích những cái màu đầm đầm là lấy cái màu này được nè. Rồi lên xanh dương cho em. Xanh dương kèm size 2, 3, 4, 5 mã xanh dương. Size 2, 3, 4, 5 nha các chị đẹp ơi. Rồi em lên cái này, lên cho em mã vàng. Mã vàng này em còn size số 2, 50, 55 kg. Chị nào thích cái áo này lên cho em vàng size 2 nha mọi người ơi. Lên mã vàng 2 giúp em. 50, 55 kg mặc đẹp. Rồi chốt cho em mã vàng 2 nha mọi người, quá đẹp luôn. Rồi lên vàng 2 giúp em. Đẹp xuất sắc luôn nha các chị đẹp. Rồi lên cho em vàng 2. Vàng 2 size 2, 3, size 2 giúp em nha. Mã vàng 2 50, 55 kg chốt vàng 2 lên giúp em. Mẫu em lên là áo và ba bông nha các chị. 70.000 một áo, chị nào mua nguyên bộ thì 130.000 nha. Rồi lên cho em mã mã vàng 2. Vàng 2 nha các chị đẹp gái ơi. Vàng 2, vàng 2 lên các chị xem like chấm bài lên giúp em đi mọi người. Rồi cái này lên cho em mã ho vàng size 1, 2, 3, 4, 5 ho vàng lên giúp em. Ho vàng kèm size 1, 2, 3, 4, 5 mã ho vàng. Ho vàng size 1, 2, 3, 4, 5 nha các chị đẹp. Rồi em lên cái ho vàng này nha. Cái em mặc là chốt cho em mã xanh dương. Em chào chị Hoàng Anh nha. Có size nha chị, có size từ 1 tới 5 chị ơi. Có size từ 1 tới 5 là 45 kg cho tới 70 kg các chị đẹp. Mỗi size, cứ mỗi size cách nhau 5 kg. Size 1 là 45 đến 50 kg và size 2 lên vậy đó các chị đẹp. Size 2 là 50, 55 kg ha. Size 3, 55, 60, size 4, 60, 65 và size 5 là 65, 70 kg. Rồi lên giúp em mã này, mã hoa vàng nha các chị đẹp ơi. Mai vàng nha, mã mai vàng size 1, 2, 3, 4, 5 lên giúp em. Chắc nó là thun lạnh mặc bao mát nha. Tên nó là thun lạnh là các chị thấy nó mát rồi đó. Rồi lên cho em mã này là mã hoa mai đi các chị đẹp ơi. Hoa mai size 1, 2, 3, 4, 5 lên giúp em nha. Lên mã hoa mai kèm size 1, 2, 3, 4, 5 nha các chị đẹp. Rồi hoa mai kèm size 1, 2, 3, 4, 5 lên giùm em. Hoa mai kèm size 1, 2, 3, 4, 5 nha. Lên hoa mai size 1, 2, 3, 4, 5 giúp em nha mọi người. Size lớn nhất là size 5 tới 70 kg. Chị nào cao 1m6 trở lên 72 kg vừa nha. Rồi cái này lên dây mã bi đỏ size 1, 2, 3, 5. Lên mã bi đỏ size 1, 2, 3, 5 giùm em nha.
Rồi lên cho em mã bi đỏ size 1, 2, 3, 5. Em mặc số 1 còn rộng nha các chị, em có 41kg thôi. Size 1 45kg trở lên nha các chị đẹp, 45kg đến 50kg. Rồi chị nào thích này lên cho em mã bi đỏ, đẹp quá mấy chị ơi. Bi đỏ này em còn size 1, 2, 3, 5 này các chết. Chị đẹp nào vừa chốt mã bi đỏ 1, 2, 3, 5 dùm em nha. Rồi lên giúp em mã bi đỏ size 1, 2, 3, 5. Bi đỏ lên giúp em nè. Rồi mã này lên cho em mã cam. Mã cam này em còn size 2, 3, 4, 5 các chị đẹp gái. Lên mã cam size 2, 3, 4, 5 cho em nha. Cái này em cầm là size số 3 rồi. Rồi chị nào thích cái này lên cho em mã hoa cam size 2, 3, 4, 5 mã hoa cam. Hoa cam lên giúp em nha mọi người ơi. Hoa cam size 2, 3, 4, 5 nha. Hoa cam. Rồi cái này lên cho em mã xanh lá. Xanh lá này em còn size 2, 3, 4, 5. Đúng rồi, xanh lá này còn size 1, 2, 3, 4, 5 chị đẹp. Rồi chị yêu nào mình thích cái này lên cho em mã xanh lá 1, 2, 3, 4, 5 nha. Rồi lên mã xanh lá 1, 2, 3, 4, 5 lên giúp em mã xanh lá. Đẹp quá mấy chị yêu. Rồi lên mã xanh lá 1, 2, 3, 4, 5 lên giúp em. Xanh lá kèm size 1, 2, 3, 4, 5 mọi người ơi. Quá đẹp luôn. Rồi chị đẹp nào mình thích chốt cho em mã xanh lá 1, 2, 3, 4, 5. Xanh lá 1, 2, 3, 4, 5 nha mọi người. Các chị xem like chấm bài lên giúp em mọi người ơi. Rồi bây giờ em qua cho các chị mẫu này là mẫu áo tay lỡ nha. Áo tay lỡ nha mấy chị đẹp. Ô con cái áo này đẹp quá trời luôn nè. Chị nào thích cái áo này chốt cho em nè. Cái này lên cho em mã đen, em còn size 1 và size 3 nha các chị đẹp. Mã đen này em còn size 1, 3. Chị yêu nào vừa chốt mã đen size 1, 3 giúp em nha. Quá đẹp luôn nha các chị yêu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mã đen này em còn size 1, 2, 3 nha. Đây. Rồi chị nào vừa chốt cho em đen kèm size 1, 2, 3 lên giùm em nha. Trời ơi đẹp lắm mấy chị đẹp. Rồi lên mã đen 1, 2, 3 giúp em. Lên cho em đen 1, 2, 3 mấy chị ơi. Đen kèm size 1, 2, 3 lên giúp em nha mọi người ơi. Mẫu em lên là áo bà ba bông như thiết chép. 70.000 một áo, 130.000 một bộ. Và phí ship cho một đơn là 30.000 nha. Rồi chị nào thích cái này lên cho em mã đen kèm size 1, 2, 3 mã đen. Đen size 1, 2, 3 lên giùm em. Rồi em lên tiếp nha. Đen size 1, 2, 3 rồi lên qua mẫu áo hoa tay ngắn nha các chị đẹp. Áo hoa tay lỡ nha. Tay lỡ tay rang là nó sẽ mắc hơn 5.000 một áo. Nhưng mà em bán với chị đồng giá tay hoa nè, tay lỡ nè là 70 luôn nha. Em chào chị Thương nha. Rồi lên cho em mã này mã hoa cam nha các chị đẹp. Hoa cam kèm size 1, 2, 3, 4, 5 mã hoa cam lên giúp em. Rồi hoa cam size 1, 2, 3, 4, 5 nha mấy chị ơi. Đây. Chị nào thích màu này lên cho em hoa cam 1, 2, 3, 4, 5 mã hoa cam. Hoa cam size 1, 2, 3, 4, 5 nha mấy chị đẹp gái ơi. Rồi hoa cam 1, 2, 3, 4, 5 lên giúp em mọi người ơi. 70.000 một áo, 130.000 một bộ cho em xíu mọi người. Rồi lên cho em mã hoa cam. Hoa cam size 1, 2, 3, 4, 5 hoa cam lên giúp em nha. Rồi mã này lên cho em mã trắng. Mã trắng em còn size 1, 2, 3, 5. Chốt mã trắng 1, 2, 3, 5 lên giùm em nha mọi người ơi. Họa tiết nào lên cũng đẹp hết. Bông nào lên cũng sang hết nha. Thích chị đẹp. Rồi lên cho em mã trắng size 1, 2, 3, 4, 5 mã trắng. Mã trắng kèm size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em nha. Mã
Mã trắng size 1, 2, 3, 4, 5 nha các chị đẹp. Rồi trắng size 1, 2, 3, 4, 5 em lên tiếp. Em chào chị Kiệt Tuấn nha. Rồi lên cho em tiếp mã này, mã nâu lên giùm em mọi người ơi. Trời ơi hoa nào cũng sang nha mọi người. Các chị xem like chấm bài tương tác chia sẻ like lên giúp em nha. Rồi lên cho em mã này mã nâu. Nền xanh đen nha các chị yêu, lên cái hoa nâu em lên thử này nha. Rồi cái em mặc là hoa cam nè, chị nào thích chốt cho em hoa cam size 1, 2, 3, 4, 5 mã hoa cam lên giùm em. Rồi cái này lên cho em mã hoa nâu nha mọi người ơi. Rồi lên hoa nâu kèm size 1, 2, 3, 4, 5 mã hoa nâu nè các chị đẹp. Sáng Quỳnh rủ lên vi qua. Chị Lâm ơi, mới chơi nay nó lên nè. Trời ơi hoa cam này đẹp quá mấy chị ơi. Cái viền hoa ở dưới áo nè, nó bo thịt đều ghê luôn chưa. Rồi lên cho em mã cam nha. Mã nâu. Mã nâu size 1, 2, 3, 4 giùm em. Hai đứa làm gì đứng đó, đi vô là đi vô, không thì đi ra. Rồi lên cho em mã nâu size 1, 2, 3, 4, 5 mã nâu mọi người ơi. Bốn, thấy chưa. Rồi mã nâu kèm size 1, 2, 3, 4, 5 lên giúp em nha. Rồi cái này lên mã tím giùm em mọi người. Mã tím chị đẹp gái ơi. Mã tím này em còn size 2, 3, 4, 5 chị đẹp nào vừa, lên cho em mã tím. Đòn đen hoa tím nha các chị đẹp. Quá đẹp luôn. Rồi cái này nền đen hoa tím nha. Rồi 70 ngàn một áo thôi mấy chị đẹp gái ơi. Lên cho em mã này mã tím. Đẹp không mấy chị? Quá đẹp luôn. Để em lên cái áo này nha. Em chào chị Tám Son Nguyễn nè. Trời lâu quá rồi không thấy mua đồ em luôn chị ơi. Nay áo hoa đẹp quá trời nè. Rồi lên cho em cái này mã nâu nha. Rồi cái này lên cho em mã tím. Tím em còn size 2, 3, 4, 5 chứ yêu nào vừa chốt tím 2, 3, 4, 5 lên giúp em. Rồi lên mã tím kèm size 2, 3, 4, 5 nha các chị đẹp gái. Cái này tay một màu, tay bông luôn nha. Tay vải luôn chứ không phải tay ren. Rồi chị nào thích cái này lên cho em mã tím size 2, 3, 4, 5 lên giùm em mọi người ơi. Tím kèm size 2, 3, 4, 5. Chị yêu nào mình thích lên cho em tím size 2, 3, 4, 5 nha các chị đẹp. Quá đẹp luôn. Rồi lên tím 2, 3, 4, 5 lên giùm em mã tím. Mã tím kèm size 2, 3, 4, 5 nha. Rồi các chị ơi em xuống like em vô lại nha mọi người. Em xuống like em vô lại nha. Các chị xem vào lại giùm em. Hello mọi người. Em chào cả nhà. Em chào mọi người nữa. Mọi người ơi, đây xả kho hàng hè mà xả kho, nhưng mà gọi là xả kho thôi, nhưng mà toàn hàng đẹp, toàn hàng mới. Nhưng mà cái lô này là gọi là lô xịn sò luôn, rất là nhiều mẫu xinh luôn cả nhà nhé. Thực sự là rất là nhiều mẫu xinh luôn, cho nên ai vô xem mai rồi chấm tương tác với em với cả nhà nhé. Hôm nay về thêm siêu nhân, hôm nay em có về thêm siêu nhân, và đặc biệt là hôm nay có siêu nhân tay ngắn. Hôm bữa là toàn là siêu nhân ba lỗ thôi, hôm nay có thêm siêu nhân tay ngắn nữa. Tiền luôn cả 2k luôn. Lên đi. Ừ. Sửa áo lên lên đi tắm lên đi.
Đi hàng
Ngân chưa? Đi hàng cho Mai Ngân chưa? Không, em pha sản phẩm đó đây. Làm cho Thanh Huỳnh Hồng Thỏ ấy. Thấy chưa? Xinh nhỉ? Thanh Huỳnh đi phát là thấy có chưa? Ok, học cho Thanh Huỳnh. Rồi lên em Vicky 25.000. Chào tình yêu xíu Linh. Hàng này cưng lắm mọi người. Thật xinh ơi là xinh luôn đó. Mà xem 25 ngàn là xót xa cuộc tình ấy chứ. Nhá, 25 ngàn ở kệ dưới á Đạt ạ. Kệ dưới á. Chào tình yêu Giang Nguyễn nhá. Cái này mọi người nha, cứ mình vải đẹp mịn ha, 25 ngàn. Còn Hồng không em? Còn Hồng Thỏ á, cái tầng ở dưới á, để cho chị xíu lên rồi này kia. Rồi lên em không, không vải này vừa mình, hàng này đang đi giá 31-32 xin à. À vừa đấy, đẹp lắm, à vừa mình đẹp nha, đang đi 31-32 á, mà bây giờ đi mọi người giá chỉ có 25, sale đầu like còn ít nè. Con Thỏ Hồng quần caro, con Thỏ Hồng quần caro em ạ. À. Rồi lên em một cuộn. À, siêu linh. Siêu linh. Lên em một cuộn đi, 25. Đây mọi người em mình vải đi. Với cái chất 25 này là em bao giá cho mọi người luôn á, mịn màng nhá. Sớm cho em 25. Chào tình yêu Nguyễn Nam. Chào Trần Ngọc Trà, em chào mọi người. Cuộn 25, mắt cây 25. Hồng sen nè. Sen này đi mọi người luôn giá 25.000. Sen 25.000. Đi chưa? Tình ơi nhắn vô Zalo giúp em đi. Nhá, nhắn vô Zalo giúp em với bé nó ngồi mãi nó chắc đơn nha. Hình như là đi rồi sao? 25.000 thôi. Ồ 25.000 này đẹp lắm, nó trầm trầm chút. Những cái dòng này về bán 25.000. Cái bàn kia bàn bạn họ thì mình đi bàn đi ba mấy. Hai này đây đi ba mấy. Hôm nay còn ít xe theo 25 á. Hai này đi ba mấy, này còn ít xe 35 á. Rồi lên em mẫu này là mẫu 25.000 nhầm. Mẫu này là mẫu gì đây? Con này là con chuột kìa. Con mèo à? Con chuột. Con chuột à? Đó, chuột hồng. Chuột hồng 25.000. Cái này là phải đợi tình yêu gì nhỉ? Thu Hà. Thu Hà đợt này hình như đi về với chồng sao? Chưa bán hàng được. 25.000. Hôm nay có cả gì nhỉ? Có cả bé trai. Còn bé trai khủng, ấy bé trai gì? Bé trai siêu nhân. Ai chưa chốt thì chốt cho em chuột cho Trần Trâm em. Chuột Trần Trâm. Đỏ 25. Đây em lên nè, nhiều mẫu lắm. Nhiều mẫu mà mỗi mẫu là một hình in mọi người. Đỏ giúp em ha. Đỏ 25. Đỏ 25. Đó. Hàng này thực sự mà ở đâu mà 25.000 được mọi người. Rồi Thỏ Cam này. Nãy giờ lên nhiều chưa? Mới lên mã đầu tiên cho nên mới sale. Đang lấy cái mã này để mã sale. Ôi dòng này mới cưới được còn ri 2 ri. Mang về sale đầu like đấy. Đỏ Trần Trâm. Muốn lấy xỉ em Zalo xỉ. Cộng đơn cho em với ha. Tâm cập bấm cho em luôn đó. Bấm nha. Bấm xỉ mới em Zalo. Bằng cái Zalo chị xong em ghi luôn. Rồi cam 25. Cam 25 lên em mã công chúa. Công chúa giúp em nhé. Em là bây giờ đó. Giao hàng một phần xong rồi lấy cái mã lại phần tiền. Công chúa đi mọi người luôn nhé, 25.000. Đỏ dễ thương chứ. Xinh nhỉ. Công chúa 25 chỉ con bạch tuộc. Lần ngoài đầu ấy, đỏ chị Ngọc Kim Lý. Đỏ đây. Đỏ đây. Đó rồi. Ngọc Kim Lý. Chuột. Chị bấm đi. Bấm. Đây em chị nhắn vô Zalo giúp em nha, chị mới Zalo giúp em với mọi người để em thêm ghim, em ghi bài á. Nhắn ghim khác rồi kia. Trả lời là ghim lại á. Bên kia nó trả lời. Chị bấm bên trang á. Cái dòng á. Em ghim luôn. Ghim lại. Xỉ mới ở Zalo. Em bấm nhầm số điện thoại đó, không phải số điện thoại đó đâu mọi người. Chuột đó, chuột chơi Ngọc Kim Lý. Cái điện thoại này nó cứ lắc lát á. Bấm nhiều khi ăn nhiều khi không á. Đây. 0985428062 giúp em nha mọi người. Ơ nhầm. 0938 0938085536 giúp em nha, xíu Linh công chúa em. Công chúa đó. Chủ cho Ngọc Kim Lý chứ. Đây công chúa nè, đó. Có công chúa cái thằng này hả? Đúng rồi. À, cái hàng đó nhưng mà màu đỏ. Ok. Có váy hay bộ Elsa có. Ủa chị, cái chị đó chốt màu đỏ hay màu cốm gì? Đây công chúa, chị mới lên công chúa này. Ờ công chúa đây. Chuột là cái này nè, đây chuột là cái này nè. Chuột
chuột vàng mà. Đấy là chuột hồng mà. Rồi chuột vàng luôn, giúp em bữa học tâm lý. Ờ, chuột vàng hả? Alo chuột vàng, chị em chuột vàng 25. Chuột vàng 25 nè. Rồi, cái dòng này em đi 31. Nay còn ít ri đầu like thôi, xe cho mọi người luôn nhé, 25.000. 25.000 giúp em. Xì mới hẹn Zalo và cặp đôi với em 300.000. Chào tình yêu Hiền Hiền, chào Mai Phúc, em chào mọi người luôn. Ủa, bạc tuột này dễ thương quá. Cái mẫu này là mẫu Alibaba này, quần này. Cái chuột vàng trần trăm. Chuột vàng trần trăm. Bạc tuột. Kinh chưa? Đi thôi chưa kịp đọc tên mà thấy kinh chưa Tâm. Em chuột hồng. Ok, chuột hồng Ngọc Kim Lý rồi. Tuột hồng. Tuột hồng. Rồi cho em tuột vàng. Dễ thương lắm. Mình vải đây này, nghĩa là cái mình vải này với cái giá 25.000 là không phải là mình mặc mà như kiểu là hàng chợ Tân Bình cả nhà. Tất nhiên là nó không phải là như dòng vải chính phẩm mà không thể nào mà lấy cho em tuột hồng xả chuột vàng trần trăm. Ok trần trăm. Nhưng mà với cái giá này dòng hàng sử như vậy là em bao chất cho mọi người luôn ha. Để đẹp chưa, ghim tài khoản cho nhanh em ơi, tại vì em không nhớ tài khoản thật sự. Chị ấy đi, chị bấm vô đó đi, xong rồi em gửi cho em gửi cho chị Joy đây, chị tìm được em Nguyễn Thu Hương xong chị gửi cho em thông tin tài khoản cho chị đi. Tại vì em không thật sự là không nhớ đấy, chị đóng số tài khoản của chị Tâm. Em bấm cái cho chị copy cái chị chuyển khoản luôn để lấy đơn. Rồi cho em tụt vàng. Tụt vàng 25. Cọc nhiêu cọc 300.000 nhá. Em Zalo và cặp đơn giúp em. Tụt vàng em Trần Trâm. Tụt vàng chị Trần Trâm. Tụt vàng em Trần Trâm. Lên em mã này Mickey 25. Mickey mọi người 25. Thường thường năm nay dòng sửa người ta đi bèo nhất là cũng phải 29-30.000, chứ không khi nào mà đi giá 25. Dòng này là còn một ít nè, mỗi thứ được riêng mọi người ha, mỗi thứ được riêng 2 ri thôi. Em đi cho mọi người luôn 25.000. Chị phát bi xong rồi chị gửi qua bên số em nè. Gặp gì, chị xóa hết đi. Vàng á chị Bảo Quyên, thuộc vàng cho chị Bảo Quyên. Thuộc vàng cho Bảo Quyên. Mèo cớm 25. Mèo cớm 25, Mickey. Ngọc Kim Lý, Mickey cho chị Bảo Quyên. Rồi ai giúp mèo cớm nè, mèo cớm. Chị copy đi nha, xong rồi chị xóa hết số nha. Ari nó hay bị chậm. Dạ em chào chị Nguyễn Đào. Dạ em chào chị. Rồi lên em màu tím này, tím gì đây? Có cái hàng tím dễ thương ra luôn á. Trên em đó. Tím này dễ thương cực phẩm luôn, mọi người nhìn thấy xinh nhỉ. Ôi đẹp ơi là đẹp luôn mọi người. Lên em màu tím ấy, 25 Mickey. Em Mickey màu Ngọc Kim Lý. À Ngọc Kim Lý rồi hả? Bà Quyên rồi. Tô lạnh phía sau, tí anh lên luôn. Cái đó là đặt hàng tô mà tô đẹp nha. Tô nó là tô hai da đó, tím trần trăm em. Tím trần trăm. Rồi Mickey vừa lúc mà Mickey xong đây là Mickey cam. Nên em mã cam giúp em với. Hàng cô tô 4 chiều hết nha mọi người nha. Mickey xanh cho chị Nguyễn Đào em. Mickey xanh chị Nguyễn Đào đi mọi người nha, 25 nè. Tí anh lên cho mọi người luôn, mấy cái dòng ở trong ngoài đó. Hàng này hôm nay là xả không à. Hôm nay là hướng mọi người là xả. Ôm cái lô này là về là xả đó. Tại vì giá quá xinh luôn, hôm nay em ôm được cái lô này giá xinh nên là sẽ cho mọi người luôn. Lên em màu xem là xả bất chấp đây ạ. À, chị ơi chị em Zalo Việt Farm số tài khoản này giúp em với chị nhá. Bé kêu gọi cho bé nó trên hai giờ đây mới gửi lời tin nhắn. Mickey cam mẹ, Mickey cam cho Nhật Kim Lý không, hàng sửa hàng shop có đủ cắt đi, hàng sửa hàng shop có đủ. Mickey cam cho Ngọc Kim Lý rồi. Mickey cam cho chị gì đó Bảo Quyên. Mèo cốm cho Nguyễn Đào. Mèo cốm cho Nguyễn Đào. Chị gì nhỉ? Quên mất rồi. Em không phải một dòng luôn để em lấy cho chị cho nó dễ. Tâm kinh thật. Kinh thật. Đấy. Chị copy cái đó xong rồi được cái đó rồi. Ừ. Xong rồi em số điện thoại này, số tài khoản từ này. Hát ra. Từ đây. Nên chị Thanh Tâm Vietcombank thì em bấm mỗi thứ một dòng thế này mà chị hút luôn. Em ơi Quỳnh Như mèo cốm. Quỳnh Như mèo cốm. Quỳnh Như mèo cốm. Rồi lên em mã vàng. Vàng giúp em. Vàng 25.000. Vàng 25 giúp em nha. Vàng 25. Đây chị. Ghim số điện thoại này, đó là cái gì nhờ cặp đơn này giúp em với chị nhá. Cặp đơn số điện thoại đó giúp em với. Đấy, số tài khoản đó giao lên em cái mã hồng hồng gì caro kia tâm. Chị ơi. Hả? Nguyễn Đào cặp tên đi luôn. Cặp tên rồi thỏ hồng. Thỏ hôm nay có chay.
chai. Chai nhiều. Lấy chai nhiều quá. Thọ hồng giúp em nha, 25. Thọ hồng cho mọi người luôn giá 25 ngàn. Gửi lời mời bạn các bạn Tâm. Tâm, bấm đi. Kêu gọi điện về cho em bé. Nhắn tin Zalo nó kỉ với, phải tại em muốn like nên mình vậy em không chịu. Gửi lời mời các chị kêu con bé ở nhà có mấy chị gửi lời mời các bạn không? Rồi. Này nhá, lấy thì bé nhá, xử lý cho nó nhanh nhá. Thôi lên mấy chị con mới gửi lời mời các bạn. Rồi, lên cái này luôn. Cái này, em nói thật là lô này nhận về mà hết hồn luôn. Hết hồn luôn em, hết hồn luôn mọi người. Tại vì lúc đẹp đây là mọi người xem các con của nó nè. Dễ thương lắm, tay bèo nha. Lên một lần đợi em một cái em lên nè. Trời ơi, hàng này là hàng tôn tông 4 chiều ha mọi người ha. Hàng này hàng của thằng Stiptide, hàng chuyên đi vô, hàng con, hàng gì nhờ. Đi vô con cưng rồi này nọ đó. Mọi người đây nè, Stiptide gì đây nè. Tay bèo bồng như vậy giúp em nha. Tay bèo bồng, hàng theo luôn nha. Hàng theo luôn nha. Chưa lên siêu nhân cho Thanh Trúc, đầm đẹp nha, dễ thương nha. Và bây giờ giá hết hồn cho các tình yêu luôn. Dòng này là bao siêu sốt cho mọi bao sốt cho cả nhà luôn. Bây giờ bao sốt cho mọi người luôn. Mã xinh thay nhí thôi không có gì nào. Để em tìm cái thay cái một lên thay cái ấy. Cái nước luôn rồi chứ. Này. Dễ thương chưa? Mà màu tím này là tím mộng, tím mơ, tím này là tím đẹp, ở ngoài tím đẹp. Ở trong thì những cái màu tím nó hơi là lạt. Ở ngoài rất là xinh, đẹp nhá. Đầm xinh đẹp như vậy giúp em và em đi mọi người luôn, giá chỉ có 27.000 thôi. Không chốt mã này thì là quá ổn tiền luôn các tình yêu ơi. Không chốt mã này thì quá ổn tiền luôn. Đẹp xuất sắc như vậy, hàng theo nè mọi người. Hàng của hàng dưới đây em không thể nào đọc được tiếng Anh. Sơ xuất tài. Ôi đọc em hiểu rồi á. 27.000. 27.000 giúp em nha mọi người nhé. 27 cho Thanh Huỳnh. Thanh Huỳnh 27. Đẹp. Đẹp. Xuất linh là cái dòng này về đi bán sắp được. Sen tím và cát vi. Em sen tím cát vi. Tím trầm trầm. Đấy các chị lên màu ở trên đầu. Năm Quế Phương của chị là xỉ mới hẹn Zalo cặp đôi giúp em với. Đây là size cho em và chiếc bèo bèo là cũng phải tầm 25kg. Đây size to nhất đây mọi người. Size to nhất cũng phải tầm 25kg nha. Ri này là ri 8 tình yêu. Ri 8 nha. Hai này thực sự là đẹp. Lâm Quế Phương, Lâm Quế Phương hình như là bạn của Lâm Quế Thanh nhé. Chị xỉ mới hẹn Zalo cặp đôi giúp em với Lâm Quế Phương nhé. Có một ri sen hả? Cái này là sen lên chị. Các vị của đây bằng này xíu hả? Trần Trâm tím cho em. Lâm Quế Phương. Dầu lê là chị nhập. Dầu lê không phải là dầu lê đâu mà dầu lê là gì á? Dầu lê ơi, tình yêu là chị cũ là tình yêu hồi xưa cái phai là chị cũ màu xám thì đẹp quá. Không phải chị dầu kia là dầu khác rồi. Ở dưới quận. Ở dưới Bình Chánh. Chị Ngô Hiền Hiều chị kêu chị cặp đơn mà. Các em kiểm tra xem ai mới chuyển phai.